Thưa quý vị, trong vòng 10 năm trở lại, các khu dân cư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu liên tục mở rộng hoặc hình thành những khu dân cư mới, kéo theo nhiều tuyến đường mới cũng hình thành, nhưng công tác quản lý nhà nước về tên đường, số nhà chưa theo kịp. Trước thực trạng trên, thành phố Vũng Tàu đã xây dựng đề án điều chỉnh, đổi, đặt tên đường, đánh số nhà nhằm thiết lập tên đường, số nhà một cách khoa học, phù hợp với văn hóa lịch sử địa phương. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong tiến trình xây dựng đô thị Vũng Tàu văn minh. Từ năm 2014, thành phố Vũng Tàu đã triển khai việc đặt tên đường, đánh số nhà cho những tuyến mới, khu dân cư mới hình thành theo quy hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, việc triển khai dở dang do còn nhiều vướng mắc trong xác định điểm đầu cuối của tuyến đường, tên gọi bị trùng lắp, còn nhiều điểm trống chưa có nhà ở trên một tuyến đường nên cũng chưa thể đánh số nhà. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, thành phố Vũng Tàu xây dựng đề án điều chỉnh đổi đặt tên đường đánh số nhà trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt vào năm 2022. Theo đề án, thành phố Vũng Tàu sẽ điều chỉnh đặt đổi 298 tên đường, bao gồm tên đường cho những tuyến đường đang trùng lắp, đường chưa có tên, thay thế số đếm, đường sẽ hình thành theo quy hoạch. Tiêu chí đặt tên đường gắn với đặc thù lịch sử, văn hóa, địa phương, đất nước. Trong 298 tên đường được thành phố Vũng Tàu lựa chọn, có 7% là tên các nhân vật, sự kiện, lịch sử, văn hóa liên quan đến quá trình xây dựng phát triển Vũng Tàu. Với những con đường này, trên bảng tên có thêm thông tin ngắn gọn về tên đường. Từ giữa tháng 3 năm 2023 đến nay, thành phố Vũng Tàu đã hoàn thành việc cắm bảng tên cho 118 trên 118 tuyến đường được đổi đặt tên mới. Nó phù hợp với cái xu hướng phát triển thành phố và nó phải có tên đường rồi số nhà nó phải phù hợp. Thì cái này là chúng tôi cũng là nhất trí. Khu nhà ở Ái Châu thuộc phường 2 triển khai xây dựng từ năm 2006 trên diện tích gần 95.000 m². Khu vực có 7 tuyến đường nối với tuyến Phan Huy Chú nhưng lại mang một cái tên chung, bầu sen và kèm theo số đếm như bầu sen 1, bầu sen 2, bầu sen 3, không theo thứ tự liền kề. 7 tuyến đường này nay được điều chỉnh tên gọi theo tên các nhà hoạt động cách mạng Việt Nam: Hoàng Sâm, Hoàng Trọng Mậu, Hoàng Cầm, Hoàng Công Chất. Bây giờ nếu thay đổi như vậy, mỗi cái tên đường, mỗi cái con hẻm hay là đường ngang ngõ tắt nó có một cái tên đường riêng thì chắc chắn là nó dễ hơn là cái chung chung mà bầu sen hôm bữa. Phường 10 là địa bàn tên đường số nhà nhiễu loạn nhất thành phố Vũng Tàu. Toàn phường có 48 tuyến đường được đặt tên gắn với địa danh và số đếm như Chí Linh 1, Chí Linh 2, Chí Linh 3 hay Hàng Điều 1, Hàng Điều 2, Hàng Điều 3. Nay, tất cả được đặt tên mới theo các nhân vật lịch sử như Bùi Thiện Ngộ là tên cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm giám đốc công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, thượng tướng cựu bộ trưởng Bộ Công an. Nguyễn Phúc Tần là tên vị chúa thứ tư của chính quyền Đàng Trong thời Trịnh Nguyễn. Ủng hộ vào cái chương trình này, tại vì đúng là rất nguyện vọng là muốn có một cái tên rõ để cho khách hàng, mọi khách kiếm đến được quán cho thuận lợi. Hoàn tất việc cắm bảng tên cho tất cả những tuyến đường được phê duyệt, diện mạo đô thị Vũng Tàu sẽ tươm tất, văn minh và có ý nghĩa hơn. Những thay đổi liên quan đến giấy tờ cá nhân khi tên đường, số nhà thay đổi cũng được ngành chức năng thành phố Vũng Tàu hỗ trợ điều chỉnh ngay từ đầu năm 2023, giúp người dân thuận lợi và yên tâm hơn trong sinh sống lẫn giao dịch thủ tục hành chính.